Vâng, trước mắt quý vị và các bạn và anh em, đây là bộ dàn Kenwood. Đây, đã cắm đặt sập xong hết toàn bộ. Chỉ cần vào việc tắt một cái nút này. Đấy, không cần tắt thêm nhá. Lúc nãy là còn tắt cả nút này này. Bởi vì cái quai này nếu mình tắt, mình tắt mà mình không bật lên thì nó sẽ chạy thông qua quai luôn. Nên là tắt cái này đi vẫn có tiếng ra nhạc bình thường. Đấy là cái việc trước tiên, cái nút này này. Cái nút này không nên tắt, bởi vì tắt cái nút này thì khả năng cũng sẽ bị mất nhớ nhạc ở đây. Bởi vì đây là phím cơ, còn đây là phím điện tử thì nó lại khác nhau, có nghĩa là không được tắt nút này nhá. Không được tắt nút này, ở trên quai thì không được tắt nguồn mà chỉ tắt ở đây thôi. Được chưa? Đấy. Hiện tại bây giờ là đang ở chế độ quai, đang ở chế độ cân bằng này. Đấy. Và đây nhá, đây là như lúc nãy đang để thì là đang để lúc nào nó vạch đây, đèn mưa không thay đổi đúng không? Không chạy đúng không? Bây giờ nhá, bắt đầu chạy này, chạy đầu đĩa này. Cứ bật vào đầu thì nó tự chạy cái đấy, nếu bật đầu đĩa thì nó tự chạy đầu đĩa, bật vào tuner, xoay tuner này thì nó tự ra đài. Đấy. Đấy, tự ra đài luôn. Còn nếu như mà bật đầu đĩa phát thì nó tự chạy. Bật băng cũng thế, nó sẽ tự chạy. Đấy là bộ thì nó là như vậy. Còn bây giờ muốn cái quai này nó chạy, đây như lúc nãy có phải là như thế này không? Nó không chạy đúng không? Nó cứ đứng nhảy mãi mà đèn nó không mưa đúng không? Vậy thì chúng nhìn cái nút này, nhìn cái nút deep play này. Nút này này, cái nút này ấn vào thì nó mới nhận qua đèn này. Được chưa? Đấy, nó nhận đèn chưa? Nhưng mà hiện tại bây giờ nó đang chưa chỉnh quai đang thẳng tắp cánh cò bay. Đây. Đang thẳng tắp cánh cò bay, chưa chỉnh gì cả. Bây giờ chỉnh nhá. Cái chỗ này là cái chỗ chỉnh của nó này. Nếu chỉnh được một lần rồi mình để nó tự động nó lưu. Đấy, không can thiệp gì nó cũng đến lưu. Hoặc là mình có thể metro để lưu nó lại. Thì làm như này. Bấm sang bên cạnh sườn này. Đây. Giải tần nó sẽ thay đổi này. 63.000 Hz này, 16.000 Hz này. Bấm lên này. Mình bấm cái này cho cái giải tép nó lên này. Nghe thấy nó hay hơn chưa? Đấy. Chỉnh theo tai, nhưng mà theo mình thì mình sẽ chỉnh theo cái hình zig zag nha. Đấy, thì bấm ra tự động, đèn nó tự động nhảy. Bỏ một thời gian thì nó tự động nhảy. Còn nếu như mà muốn con quai này mà nó có cả đèn mưa rơi xuống, hoặc mưa rơi ngang, mưa rơi ngược thì phải gặp tôi. Tôi sẽ biến chế được con này chạy được đủ kiểu như thế. Nhưng mà thôi, tốt nhất bây giờ nó đang nguyên bản, nó chỉ chạy được một cái đường nhảy thôi, kệ. Còn nếu đưa vào cho tôi làm mà tôi làm xong cái này thì cái đèn này nó sẽ rơi xuống được. Và có thể đánh ngang ra, đánh tuẽ ngang được. Điều chỉnh được và làm được. Nhưng mà phải mất tiền. Đấy, đúng không? Đấy, thì đây đèn nó thành như này. Bây giờ muốn nhớ này thì bấm metro EQ này, nút này này. EQ metro này. Bấm vào nút này thì cái metro này nó sẽ hiện lên màu đỏ. Trong cái thời gian nó hiện lên màu đỏ này khoảng chừng tầm 10 giây. Và nó tắt thì chúng ta phải bấm vào 1, 2, 3, 4. Đây, 1, 2, 3, 4, 5. Thì nó sẽ lưu vào đó. Còn nếu không bấm thì tự động nó sẽ mất. Đây, đã mất rồi này. Bây giờ làm lại nhé. Bấm này, metro này, bấm vào số 1 này. Đấy là đã lưu vào số 1. Bây giờ chỉnh lại một cái phiên bản thứ 2 nhé. Đây. Đấy, ví dụ đây là phiên bản thứ 2. Bấm tiếp vào metro. Bấm vào số 2. Đây nhá. Thì nghe này, nó thay đổi này, nó nhìn thấy chưa? Ok. Nhưng mà nên để trên độ 1 và 2. Và nó tự động nó sẽ nhảy đèn. Thank you.
Hiểu vấn đề chưa? Đơn giản chưa? Ok rồi nha.